Thưa quý vị, trong gần 10 năm xây dựng nông thôn mới, tới nay rất nhiều tỉnh đã có đa số các xã về đích nông thôn mới. Vậy sau khi đã về đích với việc hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới, hiện nay các xã này đang tiếp tục triển khai việc phát triển đời sống kinh tế xã hội như thế nào? Vâng, và một trong những hướng đi được nhiều địa phương lựa chọn đó là tập trung xây dựng nông thôn mới tới tận cấp thôn bản. Và trong đó thì xây dựng các thôn kiểu mẫu gắn với việc xây dựng thêm các chỉ tiêu thiết thực với hộ dân cấp thôn. Vậy những chỉ tiêu đó là gì và sẽ mang lại lợi ích gì cho cư dân nông thôn? Ghi nhận của phóng viên VTC16 tại Nam Định. Xóm 4, xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu, Nam Định đang xây dựng mô hình xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Để đạt xóm nông thôn mới kiểu mẫu, ngoài việc hoàn thành chỉ tiêu thu nhập 5 triệu đồng một người một tháng, xóm này còn xây dựng đời sống an ninh, an toàn như không phát sinh các ca nghiện hút và tệ nạn xã hội. Và đặc biệt là phải xây dựng được môi trường cảnh quan trong lành, sạch sẽ để đẩy lùi dịch bệnh. Thứ nhất là xóm là không còn hộ nghèo đa chiều. Thứ hai là xóm là phải đạt 100% nhân dân là phải tham gia bảo hiểm y tế 100%. Ba nữa là về cái môi trường là phải phân rác thải tại nhà. Hiện nay tôi là mỗi gia đình có 2 thùng rác, một thùng rác hữu cơ và thùng rác vô cơ. Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về xây dựng nông thôn mới, tới nay đã có hơn 50% số xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới theo 19 tiêu chí. Và sắp tới, các xã đã đạt chuẩn sẽ không thể tự hài lòng mà phải xây dựng nông thôn mới theo các chỉ tiêu bền vững, thiết thực với đời sống người dân hơn. Xã huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới thì sẽ phấn đấu lên nông thôn mới nâng cao và hướng tới là một số cái điển hình tiêu biểu về nông thôn mới kiểu mẫu theo từng cái nhóm nội dung, từ vấn đề về môi trường, từ vấn đề về văn hóa, từ vấn đề về phát triển sản xuất. Phấn đấu làm sao có một cái nền nông nghiệp hiện đại trong hội nhập. Chúng ta có một cái giai cấp nông dân chúng ta mà làm sao là tiến bộ và tiến tới giàu có. Chúng ta xây dựng một cái nông thôn làm sao mà mang tính chất là nông thôn có những nét đẹp văn hóa cần giữ gìn bản sắc, một cái vùng quê môi trường trong sạch, một cái vùng quê có những cái nét thanh tao đáng sống. Đó là những cái ước mơ của chúng tôi trong cái khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn tới đây. Tới nay, khi đã có hơn 4.000 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tinh thần của đời sống nông thôn vẫn còn nhiều bất cập, gây lo lắng cho người dân ở nông thôn. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương, đặc biệt các xã đã về đích nông thôn mới, cần sớm xây dựng những bộ tiêu chí mềm phù hợp với từng thôn bản để làm mục tiêu phấn đấu xây dựng nông thôn mới bền vững trong những năm tiếp theo. Máy móc nông nghiệp, phân bón, thuốc trừ sâu, vật tư đầu vào, giống. Giữa hàng loạt các nhãn hàng được quảng cáo trên thị trường, đâu là nhãn hàng uy tín, địa chỉ tin cậy? Các sản phẩm hữu ích trong quá trình sản xuất nông nghiệp, chúng được sản xuất như thế nào? Những đánh giá khách quan của người tiêu dùng, cách nhận biết hàng giả, hàng nhái. Nhằm giúp bà con nông dân lựa chọn được những sản phẩm tốt nhất, tránh được những rủi ro không đáng có. VTC16 lên sóng chương trình Nhà nông tin dùng vào lúc 18 giờ 50 phút thứ hai hàng tuần, phát lại vào lúc 18 giờ 50 phút các ngày thứ tư và thứ bảy. Kính mời quý khán giả đón xem. Những tin tức nóng hổi cập nhật liên tục về các mặt hàng nông sản trong nước và trên thế giới. Các vấn đề nổi bật, diễn biến thị trường, cơ hội và thách thức của nông sản Việt Nam. Tất cả sẽ được phân tích chuyên sâu dưới góc nhìn của chuyên gia, doanh nghiệp, nông dân và các nhà quản lý liên quan. Ngành nông nghiệp cần làm gì để phát huy được thế mạnh của các mặt hàng nông sản và những điều chỉnh phù hợp trong sản xuất, kinh doanh nông sản hiện nay? Tất cả sẽ có trong chuyên mục Thị trường nông sản, phát sóng 18 giờ 50 phút các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VTC16.